Thính Nga thân mến, chào quý khán thính giả đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn sáng Chủ nhật 15 tháng 4, 2012. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự do Bảo Lộc trình bày. Bảo Lộc thân ái kính chào quý khán giả đang đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Trong chương trình nhận định và phân tích thời sự hôm nay, xin gửi đến quý vị bản tin từ Đông Bắc Á. Bình Nhưỡng phóng vệ tinh thất bại. Sự kiện quan trọng hàng đầu nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của người sáng lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành đã thất bại. Hỏa tiễn UNA-3 đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo địa cầu hôm 13 tháng 4, đã phát nổ sau khi mới đạt tới cao độ 400.000 bộ. Mảnh vụn rơi xuống Hoàng Hải thuộc lãnh thổ của Nam Hàn sẽ được ra kiếm. Bình Nhưỡng đã mời một số phóng viên quốc tế theo dõi lễ sinh nhật của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, nhưng không được trực tiếp chứng kiến vụ phóng vệ tinh. Hoa Kỳ và Nam Hàn đã báo thất bại ngay sau khi UNA-3 cất cánh vài phút, nhưng mãi tới 5 giờ sau, thông tín xã Bắc Hàn mới loan tin. Vệ tinh thời tiết đã không vào được quỹ đạo, các chuyên gia đang tìm hiểu nguyên nhân. Bình Nhưỡng đã không che giấu thất bại như 3 lần phóng vào năm 1998, 2006 và 2009, được ghi nhận Kim Chính Ân cởi mở hơn ông nội và cha. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp vào cuối ngày 13 tháng 4 nhằm tìm biện pháp cấm vận Bắc Hàn chặt chẽ hơn, hầu ngăn chặn hành động tương tự. Bắc Hàn cho biết đã không được Bình Nhưỡng thông báo ngày giờ phóng hỏa tiễn nhằm che đậy thất bại ngoại giao vì Trung Quốc là đồng minh chính của Bắc Hàn. Chính sách xây dựng quốc gia, hùng mạnh và phát triển của Tổng bí thư Kim Chính Ân đã thất bại ở phần đầu. Liệu Kim Chính Ân và bảy nhà nhiếp chính có nên tập trung vào vấn đề phát triển để cứu dân tộc thoát khỏi nạn đói triền miên không? Xuống Nam Á, chúng tôi mời quý vị theo dõi chuyến công du ngắn của Thủ tướng Vương quốc Anh. Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tiếp kiến Thủ tướng David Cameron hôm 13 tháng 4 tại thủ đô Nabida trong 3 tiếng đồng hồ để bàn về vấn đề dỡ bỏ cấm vận. Lệnh cấm vận vũ khí, đầu tư, giao thương và phong tỏa tài sản của 500 nhân vật tại Myanmar do Liên Âu áp đặt sẽ hết hiệu lực từ 30 tháng 4. Đầu năm nay, Liên Âu đã chấm dứt lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Thein và 80 viên chức của Myanmar. Chuyến đi của Cameron sẽ ảnh hưởng tới việc duyệt xét của Liên Âu trong phiên họp 24 tháng 4 về số phận cấm vận. Thủ tướng Cameron nói với Tổng thống Thein cần thả tù chính trị và thay đổi làm cho tiến trình cải tổ không thể đảo ngược được trả lời. Mong ông hiểu cho những cố gắng của chúng tôi trong các lĩnh vực nhân quyền và dân chủ. Giới lãnh đạo Myanmar thúc giục Tây Phương để bỏ cấm vận, nhưng có thể chỉ được đáp ứng tương xứng với các bước cải cách của Nabida. Thủ tướng Cameron vẫn thận trọng và bi quan đối với tình hình Myanmar, nên trong khi gặp mặt của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi tại Yangon đã nói, chỉ nên tạm ngưng các biện pháp cấm vận, ngoại trừ lĩnh vực vũ khí. Bà Suu Kyi tán đồng, cấm vận có thể tái lập nếu tiến trình cải tổ không trôi chảy. Giới đầu tư đang sốt ruột vì Myanmar đã có nhiều khí đốt, mỏ vàng và ngọc, gỗ quý chưa được khai thác nên sẵn sàng nhảy vào khi chấm dứt lệnh cấm vận. Quý vị vừa theo dõi bài nhận định và phân tích. Bảo Lộc xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Đến đây, mời quý vị nghe chương trình WPG do Kiều Thu và Nguyễn Trọng Đạt thực hiện. Kiều Thu xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình WPG Show với Trọng Đạt và Kiều Thu hôm nay. Chào Trọng Đạt. Chào chị Kiều Thu. Đầu năm, chắc chắn một cái điều chúng ta đừng quên là vấn đề thuế sắp tới. Do đó hôm nay xin mời quý vị theo dõi về một vài chi tiết về vấn đề thuế chuẩn bị cho năm 2011 khai thuế. Vâng, thì hy vọng là chương trình WPG sẽ gửi đến quý vị cũng như là chị Cửu Thu mình làm việc với nhau để mình giải tỏa thêm những rất nhiều điều về thuế. Thì vì chương trình ngắn mình có thể nói đến 3-4 điểm
quan trọng mà nghĩ là có lợi cho cũng như là các nhà thương mại cũng như là đồng bào sống trong vùng này. Thì mình nghĩ cái điểm thứ nhất, cũng như chị biết là mình có cái chương trình nó gọi là VITA, tức là Volunteer Tax Income Assistant, Volunteer Income Tax Assistant. Tức là nó cũng mấy năm nay rồi của quận Fairfax. Thì thật ra gọi tắt là VITA. Dạ vâng, thì gọi là VITA. Thì nếu mà đồng bào cũng như là thương gia nào mà có cái lương bổng là khoảng dưới 50.000 đô la trong năm 2011 thì có thể đến nhờ khai thuế không mất tiền miễn phí. Vâng. Dạ. Và có cái location thì chắc đạt giúp cho quý vị biết bằng cách là một là cứ lên mạng lưới WPG, mình có thể chạy giải thích hoặc là coi trong cuốn show của mình cái caption nó có sẵn hết. Hai thì nó nôm na là có hai chỗ mà thấy tiện nhất cho đồng bào vùng miền Việt mình, vùng cộng đồng Việt mình ở đây là Skill Source Center ở Fall Church, cộng thêm một cái chỗ địa điểm thứ hai là của Boat People SOS, thưa chị. Văn phòng Boat People SOS. Vâng. Vâng. Xin mời quý vị theo dõi những cái chi tiết đó trên màn ảnh để quý vị có thể tìm đến những nơi này để được giúp đỡ về vấn đề khai thuế miễn phí. Nhưng mà quý vị đi làm đó, ngoài những cái vấn đề mà mua thực phẩm, mua đồ dùng, nhưng mà ngoài là cái mileage hình như là cũng được trừ phải không Đạt? Vâng. Đạt có thể nói thì mình có người bạn trong mạng lưới WPG thì vừa rồi mới chia sẻ với mình là mình làm việc mới khai thuế thì cái mileage mình mới được biết rằng là nó được giúp cho mình một chút. Tại vì năm nay đó, nó có điều lệ là nếu mà trong 6 tháng đầu 2011 á, nếu mình lái xe về công việc thương mại điểm A đến điểm B thì mình có thể khai thuế mỗi một mile giảm được khai vào cái số tiền là 51 cent một mile. Từ tháng 6 trở lên tới tháng 12 2011 á, thì là sẽ là 55 cent.2.5 cho một mao. Thì như vậy mình ví dụ như là anh chàng ta nói với mình là anh chàng ta xài đi khoảng 600 mao thì cứ tính nôm na là mình được bớt được 300 đô la để khai giảm thuế. Phần quan trọng chứ ha. Còn thường thường mà các chủ nhân của các cơ sở thương mại thường thường có nhân viên thì là phải đưa W2. Đưa W2. Nếu mà đó là chuyện thường rồi, ai cũng biết hết, hy vọng là ai cũng biết hết. Còn một trường hợp nữa là cũng nên ghi nhớ trong cái kỳ khai thuế 2011 này là bất cứ một cơ sở thương mại nào nếu mà có nhờ một contractor, một người không phải là nhân viên chính của công ty mà làm một cái dịch vụ cho công ty với cái số tiền nó tổng cộng các dịch vụ trên từ 600 đô la trở lên thì cái công ty đó phải làm một cái form. Nó không phải là W2, nó gọi là 1099. Thì cái 1099 đó, nó đưa lên IRS, nó nói là tôi làm cái vụ này là 600 đô la và cái người đó phải khai thuế cộng cái tiền đã nhận lãnh lại để làm dịch vụ đó. Kiều Thu nghĩ rằng là cái luật thuế nó rất là nhiều khe. Và nếu quý vị muốn biết thêm thì quý vị cũng có thể email gửi email cho chúng tôi hoặc gửi email cho một member của mạng lưới WPG, đó là anh Từ Thanh Tùng, CPA, và anh cũng có gửi đến quý vị những cái cách hướng dẫn để mà chuẩn bị trong cái việc khai thuế cho năm 2012. Nhưng mà đặc biệt nếu quý vị có những cái thắc mắc cho năm 2011 thì quý vị cũng có thể gọi hoặc là email cho anh Từ Thanh Tùng được, phải không Đạt? Dạ, mời quý vị theo dõi một cái đoạn video ngắn do anh Từ Thanh Tùng gửi đến chương trình WPG Show hôm nay. Quick tips on taxes. Right now you still have time to make IRA contributions to deduct for 2011 tax returns up until April 15. For business owners or independent consultants, you can deduct 100% of your cell phone cost even if you use it for as personal use. For people who might do a short sale on their house, they should do it this year because this is the last year where you can where you do not have to report the income of the loan forgiveness. Và sau đây là tiết mục cổ nhạc Nguyễn Thanh Long. Thưa quý vị, cổ nhạc Nguyễn Thanh Long là một chương trình viết sử bằng cổ nhạc với mục đích một là duy trì phần nào ngành nghệ thuật này của văn hóa Việt Nam nơi hải ngoại, và hai là giúp thế hệ trẻ sinh trưởng ở hải ngoại hiểu biết về lịch sử nước nhà. Chương trình này được thực hiện với sự đóng góp của nhiều văn nghệ sĩ, sứ ngôn viên và chuyên gia kỹ thuật. Mới đây, các chương trình cổ nhạc Nguyễn Thanh Long lại có sự cộng tác của nhóm Việt Tun với những hình ảnh minh họa
làm các tích sự thêm phần linh hoạt. Kỳ này, mời quý vị cùng thưởng thức một phần của trích đoạn Trọng Thủy Mỹ Châu. Trọng Thủy đã về nơi cố quốc. Tiếp mỏi mòn chờ đợi tháng năm. Áo lông ngọc bên mình dinh dư để tìm giả chiến chân. Từ ngày chàng xa dân, nỗi nhớ dân dương đêm ngày vào ra ngóng trong tình chồng. Điều chi? Muốn triệu đà trung trung điệp điệp tiến đến cổ Lô Thành. Tướng tiên phương lại là hòa bãi trọng thủy xin bệ hạ. Lôi! Triệu đà tiến đến cổ Lô. Tướng tiên phương là hòa bãi trọng thủy. Trời ơi! Phụ dương, phụ dương, tỉnh lại phụ dương. Trời ơi phụ dương đã phần quân bất niệm từng cơn đơn đau thai cho nhân đoạn quang lành con biết điều sao đây quý vị nghe phần thông báo và quảng cáo thương mại. Sau đó, chúng tôi sẽ trở lại với bài nói tới các sinh hoạt đánh dấu 30 tháng 4 năm nay của cộng đồng người Việt tị nạn định cư ở vùng Hoa Thịnh Đốn.